đầu quen Nhi thì Nhi cũng chưa bật mí cái bí mật đó cho Kim biết. Nhưng mà khi biết rồi và hôm nay chứng kiến những cái lời thổ lộ của Tú dành cho Nhi thì Kim cũng nghĩ là Nhi đã chọn đúng người. Chị cũng chúc em mãi hạnh phúc.